hello, và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của Các Việt kính thưa quý vị 14 bốn tây tháng 10 vừa rồi thì đi lên trên đó tham dự theo dõi phiên tòa của của nậu đó cả nhà không biết là nậu có dùng điện lực hay không mà hôm nay về đau hỏng quá đau hỏng nhưng mà thấy những cái thông tin liên quan đến sư nguyễn phương hằng cho nên cũng rất là muốn chia sẻ với cả nhà bởi vì cách đây vài phút ở trên báo thanh niên đã có đăng tải một cái bài viết có liên quan đề về cái vấn đề là tại ngoại hay không tại ngoại của sư nguyễn phương hằng đó À, cho nên mình muốn chia sẻ cả nhà, à, bởi vì à, nói chung là mấy ngày gần đây, đặc biệt là cái ngày 14 à, có những cái thông tin là sư Nguyễn Phương Hằng cũng à, xin được bỏ lãnh tại ngoại đó, thì à, đã có một vài cái tờ báo người ta đăng tải thông tin đó. Sau đó thì à, rất là nhiều những chuyên gia pháp lý cũng à, lên tiếng à, nói rõ về vấn đề này. À, về mặt à, cái thông tin chính thống á, thì chúng ta cũng không biết thông tin gì thêm, à, bởi vì đó cũng là những cái thông tin đăng tải thôi, đăng tải của báo chí thôi. Chứ còn cái tờ đơn ra sao thì cũng không ai biết. À, và đặc biệt á, là khi mà có thông tin từ báo chí như vậy đó thì một số hội nhóm cũng như là một số cá nhân rồi trang youtube facebook rồi đó Không biết là họ có cái thông tin từ đâu mà họ nói rằng là ngày 15 là hôm qua đó thì siêu Nguyễn Phương Hằng được về à, Mình thấy rất là lạ bởi vì rõ ràng đây là những cái thông tin từ bên phía báo chí người ta đưa ra và khi mà một cái người ở trong cái vụ việc đó như là siêu Nguyễn Phương Hằng hay là con trai siêu Hoàng Hằng hay là những ai à, có liên quan đó thì người ta chỉ mới nộp đơn thôi còn cái chuyện mà duyệt hay chưa à, hay là cơ quan chức năng xem xét cái đơn đó như thế nào thì chúng ta còn phải chờ đợi thông tin từ cơ quan chức năng chứ tại sao thì có nhiều người nói là chỉ mới có cái thông tin đó thì cho là siêu Nguyễn Phương Hằng đã về thì cái thông tin đó thực sự là mọi người cũng nên xem xét lại bởi vì cái thời điểm này mà đưa những cái thông tin tràn lan như vậy thì thực sự nó sẽ rất là nguy hiểm ha. À, rất là nguy hiểm luôn á tại vì thời điểm này rất là rất là nhạy cảm cả nhà. Rồi quay trở lại với cái bài báo đăng sáng nay của báo Thanh niên thì um, họ nói rằng á uh, là cái việc bà Nguyễn Phương Hằng sinh tại ngoại lực quy định ra sao. À, theo đó thì chuyên gia luật nhấn mạnh các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân bị can bị cáo để có thể quyết định cho họ được tại ngoại hay không đây là một cái thông tin có thể nói rằng rất là nhiều những luật sư mà có một cái nhận định một cái chính kiến gì đó trung lập họ đã đưa ra chẳng hạn như trước đây mình thấy có luật sư lê ngọc luân cũng nói về vấn đề này tức là cái việc mà viết đơn thì đó là cái mong muốn của bên phía bà nguyễn phương hằng cũng như là con trai hay là ở gia đình thôi còn cái việc mà có duyệt hay không thì do chủ yếu là do bên phía cơ quan điều tra cơ quan chức năng người ta sẽ xem xét chứ không phải cứ xin là được cứ xin là được ở nhà đó thì à, theo đó báo thanh niên có viết rằng á à, như báo thanh niên thông tin à, quá trình cơ quan cảnh sát điều tra công an tp HCM điều tra bổ sung cái vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân đối với bị can Nguyễn Phương Hằng thì bị can này à, và gia đình có đơn gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp HCM viện kiểm sát nhân dân tp HCM đề nghị xin được tại ngoại điều tra À, bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến nay. Sau chỗ này mình đọc mình hay dị ứng với trang nha. Thường thường á các nhà thấy uh, bà Phạm Đông Trang, uh, Dũng Vô Va thì những người đó đã đã có tội rồi đúng không? Người ta đã tuyên án rồi. Nhưng mà Báo Thanh Niên vẫn gọi là ông này bà kia. Còn uh, bà Hằng thì dường như là họ rất là ác cảm. Chưa vậy trên là bị can, bị cáo này kia kia đối tượng được không à? À, như mình đọc mình có cái cảm nhận vậy đó không biết là cô chú anh chị mình ở đây thấy làm sao chứ à, những như tờ báo như thanh niên tuổi trẻ pháp luật rồi đó dường như họ 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 muốn muốn bà Nguyễn Phương Hằng được như vậy đó theo cái cái mong muốn của họ hay sao á chứ chẳng hạn như những cái phạm Đông Trang, Dũng Vu Va hay là những cái cái đối tượng khác thì đã tuyên án đi chăng nữa thì họ vẫn là ông là bà của những cái tờ báo này hết à, đúng không còn Nguyễn Phương Hằng thì lại là bị can bị cáo hay đối tượng thì cái cái nọ thấy nó sao sao cái nhà? mình thấy vậy đó rồi tiếp tục cái bảo này có biết có biết rằng là trong đơn xin gia đình bị can nêu bà nguyễn phương hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện nhân đạo nhất là trong đại dịch covid 19 bên cạnh đó gia đình muốn xin cho bị can được áp dụng cái biện pháp khác thay thế tạm giam để ra ngoài điều trị bệnh đấy à, điều kiện nào để được tại ngoại À, theo uh, luật sư uh, Bùi Quang Nghiêm là phó chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết là Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 uh, có những quy định về biện pháp thay thế tạm giam bao gồm bảo lãnh, đặt tiền bảo đảm rồi cấm uh, đi khỏi nơi cư trú đối với bị can bị cáo. Theo đó thì bị can bị cáo uh, đang bị tạm giam nếu có đủ điều kiện theo luật thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ uh, xem xét để thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang các biện pháp khác. Uh, để điều tra, truy tố xét xử, đúng không? Trong đó chúng ta thấy có thể là bảo lãnh nè hoặc là đặt tiền thì hai cái khả năng này nếu như mà người ta chịu áp dụng á là bên phía sư Nguyễn Phương Hằng rất là sáng cửa, đúng không? Rất là sáng cửa để được bảo lãnh tại ngoại. Rồi chẳng hạn như đối với biện pháp bảo lãnh thì quy định nêu là cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người bảo lãnh. À, thì có thể nhận bảo lãnh bị can bị cáo là người thân thích của họ và trong trường hợp này thì có ít nhất phải hai người à phải có hai người nha Rồi đối với biện pháp bảo lãnh à, là đặt tiền á thì à, theo thông tư số 6 trên 2018 có quy định là đặt tiền 30 triệu đối với tội phạm ít nghiêm trọng rồi 100 triệu đồng đối với tội phạm nghiêm trọng 200 triệu đồng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và 300 triệu đồng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Tuy nhiên á cái thông tư số 6 này cũng nêu rõ là cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án có thể quyết định cái mức tiền phải đặt để đảm bảo thấp hơn, có thể là thấp hơn số tiền đó. Thế nhưng là thấp hơn 30 triệu, 100 hay là 200, 300 triệu đối với từng cái trường hợp cụ thể đó. Nhưng mà không dưới 1 phần 2 mức, cái, mức tiền trên. Đúng không? Nhưng mà trong số đó thì à, những cái trường hợp đặc biệt bị can, bị cáo gọi là thương binh, bình bên rồi đó. À, nói chung là những cái trường hợp đặc biệt người ta có thể xem xét nha cả nhà. Rồi còn đối với trường hợp áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để thay thế cho tạm giam thì luật sư bùi quang nghiêm cho hay đây là biện pháp có thể áp dụng đối với bị can bị cáo nơi cư trú có lý lịch rõ ràng nhằm đảm bảo sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra viện kiểm sát tòa án đó là cái nhận định của cái vị luật sư này đúng không nhưng mà có một vị luật sư khác cũng uh, nêu cái quan điểm về cái câu chuyện của siêu nguyễn phương hằng nhưng mà lại nhận định khác đó là luật sư Bù Quang Nghiêm, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thì nói là những cái biện pháp đó có thể cho sư Nguyễn Phương Hằng tại ngoại. Nhưng mà à, một trường hợp khác đó là luật sư Lê Văn Hoang, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lại cho rằng á là điều 121 để bảo lãnh, điều 122 về đặt tiền để bảo đảm, rồi điều 123 à, về cấm đi khỏi nơi cư trú cũng có quy định rằng á là các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can bị cáo để có thể quyết định cho họ được áp dụng hay không từ đó thì luật sư Hoang cho hay á là cái việc mà bị can bị cáo được áp dụng tại ngoại sẽ phụ thuộc vào cái quan điểm, cái ý chí của cơ quan tiến hành tố tụng để không làm ảnh hưởng đến à, cái hoạt động điều tra truy tố xét xử. Đó. do đó đó mình thấy tất cả những cái thông tin mà chia sẻ của nhiều luật sư từ những chuyên gia, những luật sư, những cái người có thâm niên à, lâu năm trong ngành cũng vậy thì người ta cũng thả nổi cái câu câu trả lời à, đó là có hay không. À, được việc bởi vì hầu như là tất cả những cái cái thông tin mà Xuân Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại hay không á là do bên phía cơ quan điều tra cơ quan à, có thẩm quyền mà ta đang thủ lý vụ việc đó người ta à, chấp thuận hay không chứ còn những người quan sát à, đưa ra quan điểm đưa ra nhận định thì không có một cái căn cứ nào cho rằng là một trăm phần trăm sẽ được tại ngoại hay là một trăm phần trăm không được tại ngoại à, do đó đó. À, chúng ta thấy rằng có một số thông tin nói rằng sư nguyễn phương hằng đã được về hay là đợi ngày về hay là có ấn định ngày gì đó thì thật sự nó không có chính xác vào thời điểm này à, qua đó thì cái luật sư này còn nói nói thêm á, quay lại với vụ việc của bà nguyễn phương hằng thì luật sư hoang nhận định á, cái việc mà cơ quan tiến hành tố tụng cho bị can hàng tại ngoại theo đề nghị của bị can và gia đình là khó bởi vì vụ án này nó còn liên quan đến cái việc là có hay không vai trò đồng phạm của một số cá nhân khác và hiện tại thì cơ quan điều tra đang làm rõ cho nên nếu cho rằng việc bị can tại ngoại có thể làm ảnh hưởng đến quá trình đấu tranh làm rõ tội phạm cũng như không bỏ lọt tội phạm thì dù đủ điều kiện để được áp dụng biện pháp bảo lãnh đặt tiền bảo đảm hoặc là cấm đi khỏi nơi cư trú thay cho cái biện pháp là tạm giam thì cơ quan điều tra viện kiểm sát vẫn có thể tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng đó đó là nhận định của luật sư Hoang à, tất nhiên là chúng ta thấy trong một cái bài báo thì đã có hai cái luồng ý kiến khác nhau rồi do đó, đó chúng ta cũng không loại trừ là ở trên mạng xã hội bây giờ rất là nhiều những những cái luồng thông tin những luồng ý kiến trái chiều nhau đặc biệt là những ai mà yêu mến sương nguyễn phương hằng thì lại luôn luôn mong muốn rằng sương nguyễn phương hằng được tại ngoại hoặc là được những cái gì đó nó ít rắc rối nhất ít nhất có thể luôn còn ở bên phía ngược lại thì đương nhiên họ thù ghét bà hằng mà cho nên họ phải mong muốn làm sao cho bà Nguyễn Phương Hằng gặp những cái gì đó nó rất là ghê gớm hoặc là rất là ảnh hưởng về bản thân về gia đình đó đó là cái mong muốn rất là rất là ác độc của những người đó cho nên chúng ta không có không thể nào mà nhận định chính xác được thời điểm này hay là thời điểm nào hay là cụ thể thời gian nào để siêu siêu Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại hay là được về gì đó đúng không? Do đó một số thông tin trên mạng xã hội rồi những cái trang cá nhân rồi Facebook, YouTube rồi đó nói rằng là à, chờ ngày siêu nguyễn phương hằng về chính xác như thế nào thì không thể nào nói trước được cả nha chúng ta cũng phải chờ đợi cái kết luận cuối cùng hoặc là chờ đợi cái thông tin chính thống từ phía cơ quan chức năng nha cả nhà chứ không thôi bây giờ chúng ta cứ lan truyền những cái thông tin như vậy thì à, vô tình lại à, làm ảnh hưởng đến cái à, quá trình làm việc hay là cái, cái quyết định của cơ quan chức năng thì lại không hay nữa ha đó đó là những cái thông tin à, mới nhất liên quan đến xuân nguyễn phương hằng muốn chia sẻ cả nhà sáng nay xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại